Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì nhà mình sẽ làm món rong biển cuộn cơm. Rong biển thì mình sẽ có hai loại. Một loại là loại nhỏ như này, với cả một loại là loại to như này, cuộn dài này. Đấy. Bạn nữa mình sẽ làm rồi sẽ cho bốn bạn nhỏ nhà mình làm tự cuốn nhá, tự cuốn và tự ăn nhá. Và sau đây mình sẽ sơ chế nhá. Tất cả các nguyên liệu mình sẽ thái con chì như này nha. Có hai loại cuốn nha, một loại cuốn nhỏ này. Rồi, một loại cuốn to này. Con dạy cuốn hết cho con một cuốn. Đấy, con nhìn chị làm kìa. Xong rồi cho nhân vào. Đây. Sữa tự làm này.